những quy tắc ứng xử giữa hai vợ chồng. Hãy luôn nhớ những dịp đặc biệt của cả hai. Những dịp đặc biệt ở đây bao gồm ngày sinh nhật của nhau, ngày cưới, ngày đầu tiên hai người gặp nhau, ngày hai bạn chính thức yêu nhau, lễ kỷ niệm số năm kết hôn. Bạn không được quên những ngày này vì chúng rất có ý nghĩa với cả hai. Đặc biệt nếu bạn đời của bạn thuộc mẫu người đa cảm và lãng mạn, họ sẽ rất để tâm và rất coi trọng những mốc. Dù sao đi nữa, đó cũng là những dịp mang dấu ấn trong đời của hai bạn. Tôi cho rằng bạn nhớ đến những ngày đó là rất cần thiết. Không cần thiết là bạn phải tổ chức ăn mừng linh đình hay làm gì xa hoa trong dịp đặc biệt đó cả. Điều chủ yếu bạn đời quan tâm là bạn hãy nhớ đến ngày đó. Hai bạn đơn giản chỉ cần dành ít thời không gian riêng tư, thực hiện chỉ riêng cho hai người mà thôi. Làm việc gì đó lãng mạn cùng nhau, như là đi xem phim, đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới nến, hoặc cùng nhau đi ngủ sớm. Tặng quà cho nhau không cần phải là giá trị, đắt tiền, chủ yếu là có ý nghĩa và xuất phát từ trái tim. Và chính những điều đó sẽ làm những kỷ niệm của hai bạn càng thêm ý nghĩa. Hai bạn đơn giản chỉ cần dành cho nhau ít phút không gian riêng tư, thực sự chỉ riêng cho hai người mà thôi. Quy tắc 16, đó là duy trì sự lãng mạn trong hôn nhân. Sự lãng mạn là chìa khóa. Sự lãng mạn là một chìa khóa tạo ra hôn nhân khỏe mạnh và hạnh phúc. Nó là kết hợp của sự quan tâm và đam mê, sự thu hút, hấp dẫn giữa hai người. Sự lãng mạn làm cho đời sống hôn nhân luôn sống động, bền chặt và đem lại cho bạn cảm giác đang yêu. Sự lãng mạn không tự dưng tồn tại, nó cần sự quan tâm và một chút nỗ lực từ cả hai phía. Trong đời sống hàng ngày có những mối quan tâm và lo lắng khác như cơm áo gạo tiền. Do đó tôi biết rất nhiều cặp vợ chồng dần đánh mất sự lãng mạn trong hôn nhân, và họ thường không nhận ra cho đến một ngày khi cả hai đều cảm thấy cuộc sống hôn nhân trở nên thật nhạt nhẽo. Đó là lý do tại sao nhiều người than với tôi rằng sau khi kết hôn một thời gian thì mối quan hệ của họ với bạn đời không còn như hồi yêu đương, hẹn hò nữa. Tuy nhiên, điều may mắn là bạn đã nhận ra và có thiện chí cải thiện nó. Vì thật ra không hề khó khăn chút nào để tạo ra một chút lãng mạn trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả chỉ cần một chút sáng tạo cộng với tình yêu của hai bạn mà thôi. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng đã lớn tuổi khoảng 70. Mỗi sáng tôi luôn thấy hai ông bà dắt nhau đi bộ quanh khu phố tập thể dục. Buổi chiều thì cùng nhau ngồi uống trà trong vườn. Một lần khi vợ chồng tôi sang họ chơi, bà tâm sự với tôi rằng họ đã kết hôn hơn 50 năm và mỗi ngày ông ấy vẫn luôn biết tạo ra bất ngờ, lãng mạn cho bà. Tôi cũng nhận thấy rằng họ biết cách làm cho cuộc sống luôn lãng mạn và đầy tình cảm. Tôi cho rằng sự lãng mạn nằm trong những hành động rất bình thường. Tôi có vài ý đơn giản để tạo ra sự lãng mạn như sau. Thứ nhất là nói yêu nhau vào những lúc mà bạn đời không nghĩ tới, cùng nhau đi tắm, viết thư tình, gửi tin nhắn yêu đương hoặc viết ra mẫu giấy những lời lẽ tình cảm, trải chiếu trên ban công hay sân thượng để cùng nhau nằm ngắm trăng tròn và ôm ấp nhau. Hãy đi ngủ thật sớm vào một tối nào đó chỉ để chui vào chăn và ôm nhau thật chật. Một bộ phim tình cảm lãng mạn, cùng nhau nấu cơm tối và ăn tối dưới nến, nói câu anh yêu em bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau với bạn đời, bí mật sắp xếp một chuyến đi chơi ngắn ngày ở một địa điểm yêu thích của cả hai. Tất nhiên là bạn phải biết chắc là ngày đó cả hai đều không bận việc. Thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi, hẹn hò ở những nơi mà trước đây cả hai thường lui tới. Khi cuộc sống luôn có sự lãng mạn, hai bạn sẽ cảm thấy đời sống rất thú vị và tình yêu dành cho nhau luôn mãnh liệt. Sự lãng mạn như chất xúc tác giữ cho lửa một mối quan hệ của cả hai. Sự lãng mạn không tự dưng tồn tại, nó cần sự quan tâm và một chút nỗ lực từ cả hai phía. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn nhớ lắng nghe mình chia sẻ quy tắc 17, 18 tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký like và subscribe để ủng hộ kênh Thanh Đồng của mình nha.